Thưa quý vị, nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba đã gửi điện và thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít bày tỏ tin tưởng rằng với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Đồng thời chúc cho mối quan hệ Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Điện của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân nhân Trung Hoa Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một sải. Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng cao độ quan hệ Trung Việt, sẵn sàng nỗ lực cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. Chúc đồng chí Chủ tịch nước đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới. Trong thư mừng, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng, chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và có vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ Campuchia và Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó tốt đẹp, tiếp tục gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển hơn nữa. Trong thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng những lời chúc thành công và tốt đẹp nhất khi đồng chí đảm nhiệm trọng trách mới quan trọng này. Tin tưởng chắc chắn rằng hai nước Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, củng cố quan hệ mẫu mực giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước dựa trên sự tin cậy chính trị lẫn nhau và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm của mỗi nước trong nỗ lực chung xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xin tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Cùng tham dự phiên họp có các phó thủ tướng chính phủ, các thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và đồng chí Đinh Văn Ân, trợ lý Tổng Bí thư. Theo chương trình, tại phiên họp, chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, thực trạng tình hình thị trường quốc tế và trong nước, các nhiệm vụ giải pháp phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu, tình hình thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Theo các báo cáo tại phiên họp, tháng 2 là tháng đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc. Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục có những diễn biến mới. Giá dầu không ổn định, lạm phát thế giới hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Chính sách tiền tệ các nước tiếp tục thắt chặt. Sức mua giảm sút từ các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam như Mỹ, EU. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Các tổ chức quốc tế dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 thấp hơn năm 2022. Ở trong nước, tháng 2 và 2 tháng đầu năm, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Các cân đối lớn được bảo đảm. Trong 2 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 22,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Xuất siêu 2,82 tỷ đô la Mỹ. An ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm. Cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu. So với cùng kỳ, CPI giảm từ 4,89% trong tháng 1 xuống 4,31% trong tháng 2. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, lãi suất được điều chỉnh giảm, điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường. Cùng với đó, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ổn định và có tăng trưởng. Sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng cao, du lịch phục hồi nhanh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh, nhất là các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đời sống người dân tiếp tục cải thiện, quốc phòng an ninh được bảo đảm, chủ quyền quốc gia được giữ vững, đối ngoại được đẩy mạnh, thông tin truyền thông được tăng cường. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua đất nước ta có nhiều sự kiện kinh tế chính trị xã hội và đối ngoại quan trọng, trong đó có các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội. Quốc hội đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng chúc mừng đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và mong nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo phối hợp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong thời gian tới trên tất cả các mặt công tác. Thủ tướng nhắc tới một số vấn đề trên thế giới tác động tới tình hình trong nước như lạm phát ở Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục ở mức cao. Fed đã có tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất và duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đặt vấn đề
cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các khó khăn của doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, thị trường, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, công ăn việc làm cho người dân. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích kỹ lưỡng tình hình, đánh giá khách quan trung thực về những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm, dự báo sát tình hình sắp tới, chỉ ra những thuận lợi, thời cơ và những khó khăn, thách thức, đề ra giải pháp phù hợp kịp thời để phát huy tối đa thời cơ, thuận lợi, những thành tựu đã đạt được, vượt qua các thách thức, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà người dân và doanh nghiệp đang gặp phải. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này đã bổ sung nhiều điểm mới, trong đó có nội dung công khai minh bạch bình đẳng trong giao đất cho thuê đất, đặc biệt là chế định mới về các quyền trong hợp đồng cho thuê đất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn để cụ thể hóa việc thực hiện quyền đó trên thực tế. Đa số ý kiến thống nhất với việc dự thảo luật đất đai sửa đổi đã bổ sung quyền chuyển nhượng, thế chấp tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. Điều này cho thấy dự thảo luật đã thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết 18 về đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm. Cho thuê quyền sử dụng đất trả tiền hàng năm thay bằng cái việc mà giao đất lâu dài và thay bằng cái việc chúng ta cho thuê và trả tiền một lần. Cái việc này nó đảm bảo cái sự ổn định về mặt tài chính, nó đảm bảo cho mỗi giai đoạn phát triển thì nguồn lực đất đai nó cũng đảm bảo cái ổn định để phục vụ cho công tác quản lý. Và thứ hai nữa là nó không tạo ra một cái lợi ích nhóm ở đây về nhiệm kỳ. Tức là nhiệm kỳ này cố gắng tối đa để mà thu từ đất, thì nhiệm kỳ khác thì các thế hệ khác làm sao. Một trong những điểm khá mới trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này, đó là quy định các quyền bán, chuyển nhượng, cho thuê lại, quyền thế chấp trong hợp đồng cho thuê đất. Một số chuyên gia cho rằng, quy định như thế này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và người sử dụng đất làm mặt bằng để đầu tư kinh doanh, song cần được thể hiện rõ ràng hơn chế định này trong luật hoặc nghị định hướng dẫn sau này. Cái chủ thể đi thuê đất trả tiền hàng năm không chỉ thực hiện cái giao dịch về quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm, mà nó bao gồm cả các quyền khác được chứa đựng trong cái đất thuê trả tiền hàng năm nữa. Nó bao gồm một phạm vi rất rộng. Và đến đây thì thuật ngữ này lại một lần nữa lại tiếp tục phải được làm rõ. Chứ nếu chỉ dừng lại ở đây thì tôi nghĩ rằng chưa đảm bảo được cái quyền này được vào thực hiện giao dịch một cách trôi chảy. Có quan điểm cho rằng đây là quy định mới cần được cân nhắc, xem xét kỹ, bởi việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm có thể dẫn đến khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm thu đầy đủ khoản tiền thuê đất hàng năm, nhất là trong trường hợp bên thế chấp mất khả năng thanh toán. Sáng nay, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 27 của Trung ương đã làm việc với Thành ủy Hà Nội để khảo sát đánh giá kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 15 năm qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của đội ngũ trí thức ngày càng được nâng cao. Trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của nhà nước đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thu hút nhiều trí thức và nhiều nhà khoa học đồng hành. Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ, số lượng và chất lượng đội ngũ trí thức ở nhiều lĩnh vực còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thủ đô và đất nước trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư. Bên cạnh đó, các chuyên gia đầu ngành còn thiếu, chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín ở khu vực và quốc tế, chưa phát huy lợi thế cạnh tranh bằng nguồn lực con người. Nhiều đại biểu cho rằng, để xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng được tình hình mới, cần xác định đầu tư vào trí thức là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng kinh tế. Từ đó, cần tiếp tục có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có thêm các chính sách đãi ngộ, vinh danh, nhất là chính sách về tiền lương, thù lao, để thu hút trí thức khoa học và công nghệ, người có tài năng. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng hoàn thiện các khu công nghệ cao, đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng cơ sở phát triển trí thức. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, sơ kết 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quán triệt và thực hiện quan điểm đại hội lần thứ 7 của Đảng và sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, ngày 12 tháng 5 năm 1992, Tổng cục Chính trị ban hành chỉ thị số 143 về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội. Trải qua 30 năm thực hiện cuộc vận động,
và 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị. Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo động lực để toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuộc vận động góp phần xây dựng môi trường văn hóa để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị trong toàn quân phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy và làm đẹp thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, ngày càng phát triển vững chắc, nâng cao trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, ấn phẩm xấu độc, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống xâm lăng văn hóa, xây dựng củng cố hệ thống doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường thiết thực với đời sống, sức khỏe và tinh thần bộ đội, góp phần tích cực trong việc xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. Tiếp theo trong chương trình, đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng hệ số điều chỉnh giá đất. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh chung tăng lương hưu cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tăng thêm 12,5%, mức tăng cao nhất lên tới 20,8%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất hỗ trợ thêm đối với những người có mức lương hưu thấp. Cụ thể, theo dự thảo, người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên thấp hơn 3 triệu đồng một tháng, thì mức điều chỉnh cụ thể như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng một người một tháng trở xuống. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 năm không điều chỉnh hệ số giá đất, Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến sẽ quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Chia sẻ thông tin về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước tác động của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn liên tục từ năm 2020 đến năm 2022. Đến nay, tuy vẫn còn khó khăn nhất định, nhưng tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, kinh tế đã hồi phục và tăng trưởng tích cực hơn. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong năm 2023. Quá trình dự thảo văn bản đã lấy ý kiến góp ý, phản biện của các cơ quan tổ chức theo quy định. Theo đó, đa số ý kiến đề xuất mức tăng hệ số là 1.0. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đề nghị tăng từ 1.0 đến 3.0. Một số ý kiến đề nghị tăng ở mức 0.5. Qua xem xét đánh giá tác động nhiều mặt, Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến sẽ quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 tăng 1.0 so với năm 2022, tương ứng hệ số từ 2.5 đến 3.5 so với bảng giá đất. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt thêm 32 mã số vùng trồng sầu riêng, 3 cơ sở đóng gói với diện tích vùng nguyên liệu trên 2.000 ha trên địa bàn toàn tỉnh. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, trước đó Lâm Đồng mới được phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp 1 mã vùng trồng sầu riêng và 2 cơ sở cấp mã số đóng gói. Việc phê duyệt các mã số vùng trồng sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm sầu riêng Lâm Đồng được xuất khẩu ra nước ngoài theo đường chính ngạch. Hiện Lâm Đồng có tổng diện tích sầu riêng hơn 17.000 ha, trong đó diện tích sầu riêng trong thời kỳ kinh doanh khoảng hơn 7.000 ha với các giống ghép chủ yếu là Môn Thông, Ri 6, Dona đạt tổng sản lượng khoảng gần 100.000 tấn một năm. Những vùng trồng sầu riêng tập trung phần lớn diện tích tại các huyện Đạ Hoai, Ai, Di Linh, Bảo Lâm và Đạ Tẻ. Ngày 2 tháng 3 tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo đánh giá kết quả vận hành của hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé. Qua hơn 1 năm vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé, giai đoạn 1
có diện tích tự nhiên vùng được hưởng lợi hơn 384.000 ha thuộc địa bàn 5 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Trong đó tỉnh Kiên Giang có 7 huyện thuộc vùng dự án là huyện Châu Thành, Rồng Riềng, Gò Cao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và huyện U Minh Thượng với hơn 247 ha, chiếm hơn 64% diện tích vùng này. Công trình bước đầu đã giúp kiểm soát mặn, ngọt, lợ và giải quyết mâu thuẫn giữa vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và vùng sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển thủy sản ổn định vùng ven biển của tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, hệ thống thủy lợi Cái Lớn, Cái Bé kết hợp với tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, giảm ngập úng khi mặt đất hạ thấp do lún sụt, giảm thiệt hại do hạn mặn vào mùa khô cho các mô hình sản xuất trong vùng. Tiếp theo là những tin tức về văn hóa xã hội. Chương trình kích cầu du lịch do Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng triển khai trong năm 2023 mang thông điệp Tận hưởng Đà Nẵng, Enjoy Đà Nẵng Now nhằm thu hút khai thác hiệu quả các thị trường khách quốc tế và nội địa đến thành phố bên sông Hàn. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, giữa tháng 3 năm 2023 sẽ công bố chương trình kích cầu khách du lịch đến thành phố trong năm nay, hướng đến thu hút khoảng 1 đến 1,5 triệu lượt khách nội địa và quốc tế, đặc biệt là vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, dịp hè và Tết, đồng thời huy động hơn 1 triệu người tham gia tương tác với chương trình. Với thông điệp Tận hưởng Đà Nẵng, Enjoy Đà Nẵng Now, năm 2023 gồm các chủ đề Tận hưởng biển, nghỉ dưỡng, tận hưởng vui chơi giải trí, tận hưởng ẩm thực, tận hưởng mua sắm và tận hưởng lễ hội. Ngày 2 tháng 3, 80 đoàn viên thanh niên tại tỉnh Ninh Thuận đã tham gia hiến máu tại khoa huyết học và truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2023. Chiến dịch được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh Ninh Thuận từ tháng 1 đến ngày 30 tháng 3. Đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận hơn 900 đơn vị máu. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3 sẽ tiếp nhận 2.390 đơn vị máu sống, đáp ứng yêu cầu truyền máu cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Qua chiến dịch, tỉnh Ninh Thuận đã phát triển thêm gần 100 đội viên các đội hiến máu khẩn cấp cho các nhóm máu của bệnh nhân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và khoa huyết học truyền máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh yêu cầu. Thưa quý vị, cũng trong ngày 2 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Ninh Bình tiên phong chuyển đổi số, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023 được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Ninh Bình triển khai, tập trung vào tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về lịch sử truyền thống của vùng đất con người cố đô Hoa Lư và của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức các hoạt động tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong chuyển đổi số, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi, nhất là thanh thiếu nhi yếu thế, tập trung củng cố xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Ninh Bình đã trao biển hỗ trợ nguồn vốn vay khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh 7 tỷ đồng cho 10 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh khó khăn và trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm can để tạm giam đối với Châu Ngọc Ý và Nguyễn Sĩ Hùng tội nhận hối lộ quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai bị can Châu Ngọc Ý và Nguyễn Sĩ Hùng, thu giữ hồ sơ tài liệu phục vụ quá trình mở rộng điều tra vụ án. Châu Ngọc Ý là giám đốc của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 6502D, 6504D và 6506D thuộc thành phố Cần Thơ đã nhận tiền của các chủ phương tiện để làm hợp thức hóa các hồ sơ cải tạo xe cơ giới các loại đối với những phương tiện không đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định. Cụ thể, đối với phương tiện cải tạo để thay đổi công năng sử dụng thì điều kiện phải được thiết kế, phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công cải tạo tại các đơn vị được đăng ký và cấp phép theo quy định. Nhưng trên thực tế, các chủ phương tiện tự cải tạo hoặc thuê các xưởng cơ khí thi công theo yêu cầu của chủ phương tiện nên không có hồ sơ bảo đảm yêu cầu công tác đăng kiểm.
là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước với đường biên giới chiếm gần 1/4 tổng chiều dài biên giới Việt-Lào. Để ngăn chặn ma túy thâm lậu qua biên giới, tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma túy năm 2023. Tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành chức năng các địa phương giáp biên đẩy mạnh hợp tác hiệu quả thực chất trong phòng chống ma túy với lực lượng chức năng và các tỉnh đối biên của Lào theo mô hình 3 cấp, từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chương trình, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, đặc biệt là bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy với Bộ Công an Lào, phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống ma túy 8 tỉnh biên giới Việt-Lào năm 2023, nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin, xác lập các chuyên án chung, đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các tụ điểm lập tập kết ma túy dọc theo tuyến biên giới và các đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Lào. Sau khi đèo Brent tạm thời đóng cửa để nâng cấp mở rộng, chính vì vậy tuyến đèo Mimosa trở thành cung đường chính phía Nam để các phương tiện giao thông ra vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đèo này, các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để các phương tiện lưu thông được thuận lợi và an toàn. Tuyến đường đèo Mimosa dài gần 11 km thuộc quốc lộ 20 do Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Tuyến đèo này được phân luồng cho các loại xe tải từ 3,5 tấn trở lên chở hàng hóa ra vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng tham mưu là rà soát lại toàn bộ hệ thống biển báo hiệu, vạch kẻ đường để mà đề xuất lắp đặt bổ sung cũng như điều chỉnh những cái bất cập trên các cái tuyến đường để nhân dân và du khách đi lại được thuận lợi. Vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo trì, đôn đốc việc tu sửa, nâng cấp đèo Mimosa để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường đèo này. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người dân trong việc cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Mới đây, Cục này tiếp tục công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác này. Cục Đường bộ Việt Nam quản lý khoảng 11 triệu giấy phép lái xe ô tô. Mỗi giấy phép lái xe được thực hiện cấp đổi theo dịch vụ công trực tuyến sẽ tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện cho người dân không phải đi lại nhiều. Hiện nay, Cục Đường bộ đang nỗ lực để cơ sở dữ liệu cung cấp dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu giấy khám sức khỏe quốc gia do Bộ Y tế đảm nhiệm và cơ sở xử phạt hành chính của Bộ Công an sớm được hoàn thiện để kết nối liên thông, tạo sự thuận lợi cho người dân. Để triển khai được mà đồng bộ cái giấy phép lái xe cấp đổi này thì cũng đem lại rất là hiệu quả to lớn, và giúp được cái tạo điều kiện cho thuận lợi cho người dân trong cái việc mà tiết kiệm thời gian, ngoài chi phí những cái thời gian, thì đó là cái việc mà Cục Đường bộ Việt Nam cũng sẽ quan tâm để triển khai trong thời gian tới. Cục cũng sẽ tích cực làm việc với lại Bộ Y tế cũng như Bộ Công an để có cái sự kết nối để giúp cho cái triển khai cái cấp đổi giấy phép lái xe cấp 4 này được hiệu quả hơn. Bên cạnh việc tích cực triển khai đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu cấp đổi giấy phép lái xe nhằm tiết kiệm chi phí cho người dân, Cục Đường bộ Việt Nam cũng công bố đường dây nóng qua số điện thoại 1900 599 870 để tiếp nhận thông tin thắc mắc của người dân về công tác cấp đổi giấy phép lái xe. Người dân có thể gọi vào số điện thoại để phản ánh các thông tin liên quan tới các vấn đề về cấp đổi giấy phép lái xe, các thông tin liên quan tới an toàn giao thông và các phản ánh về công tác quản lý bảo trì đường bộ. Chuyển sang phần tin quốc tế, bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho hay Bắc Kinh sẽ duy trì liên lạc và phối hợp với Nga ở tất cả các cấp. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã nói với người đồng cấp Nga, ông Sergei Lavrov rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, Trung Quốc đã đề xuất giải pháp chính trị gồm 12 điểm đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong đó kêu gọi các bên ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình. Đề xuất của Trung Quốc nêu rõ các bên cần tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế đã được công nhận. Bên cạnh đó, Trung Quốc đề xuất tất cả các bên liên quan nên ủng hộ Nga và Ukraine nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt nhằm hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện. Chính phủ Hy Lạp vừa tuyên bố quốc tang 3 ngày từ ngày 1 tháng 3 để tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc hai tàu hỏa đâm trực diện ở nước này.
tai nạn xảy ra vào đêm 28 tháng 2 theo giờ địa phương khi một tàu chở 350 hành khách đang đi từ thủ đô Athens của Hy Lạp đến thành phố Thessaloniki ở miền Bắc nước này, đâm trực diện vào một tàu chở hàng từ Thessaloniki đến Larissa. Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hai tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp đã tăng lên 46 người. Lực lượng cứu hộ Hy Lạp đưa ra thông báo này vào ngày 2 tháng 3 và cho rằng hy vọng tìm thấy người còn sống sót trong các đống đổ nát sau vụ tai nạn đường sắt thảm khốc này ngày càng giảm. Một thành viên của đội cứu hộ cứu nạn cho biết nhiệt độ trong các toa tàu rất cao, do đó rất khó có người may mắn sống sót. Thủ tướng Hy Lạp ông Kyriakos Mitsotakis cho biết đây là vụ tai nạn tàu hỏa khủng khiếp chưa từng thấy ở Hy Lạp, đồng thời cam kết sẽ điều tra đầy đủ thảm kịch này. Giới chức Somalia mới đây cho biết trên 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ kéo dài 24 ngày qua giữa lực lượng an ninh và các nhóm vũ trang địa phương tại khu vực tranh chấp Las Anod ở vùng Somaliland. Theo giới chức Somali, tổng cộng có 210 dân thường đã thiệt mạng và 680 người bị thương trong các cuộc đụng độ bùng phát từ ngày 6 tháng 2 vừa qua. Giao tranh đã khiến cho 715 ngôi nhà bị phá hủy, 16.000 doanh nghiệp phải đóng cửa, nguồn nước bị cắt, nhiều trụ sở cơ quan và một bệnh viện chính đã bị đánh bom. Khoảng 200.000 gia đình đã rời bỏ nhà cửa do bạo lực leo thang. Vào ngày 10 tháng 2, chính quyền khu vực ly khai Somaliland của Somali tuyên bố đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện, song bạo lực vẫn tiếp diễn. Somaliland đã tách khỏi liên bang Somali từ năm 1991 nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Xung đột nổ ra vào hôm 6 tháng 2 giữa lực lượng ở Somaliland với lực lượng dân quân ở thị trấn Las Anod sau khi một ủy ban ở vùng này tuyên bố không công nhận chính quyền ly khai Somaliland và muốn tái gia nhập liên bang Somali. Tổng thống Somali ông Hassan Sheikh Mohamud đã kêu gọi các bên ngừng bắn và tiến hành đối thoại để theo đuổi mục tiêu về một đất nước thống nhất. Hải quan Bỉ vừa phát hiện và thu giữ 200 kg lươn thủy tinh, một loài có nguy cơ tuyệt chủng được giấu trong hành lý vận chuyển qua sân bay Brussels. 6 người đã bị giữ lại để điều tra. Theo phương tiện truyền thông của Bỉ, lần đầu tiên hải quan nước này phát hiện 18 chiếc vali giống hệt nhau ở sân bay Brussels được bọc kín. Sau đó, khi những chiếc vali này chạy qua máy quét, nhân viên hải quan nhận thấy tất cả đều chứa đồ bên trong giống nhau. Do đó, họ đã mở một chiếc và thấy bên trong là những chiếc túi chứa đầy nước và những con lươn thủy tinh. Sau khi kiểm tra cẩn thận, hải quan kết luận 6 người mang theo những vali này đã cố đưa 200 kg lươn tới Malaysia qua Qatar và Việt Nam. Vì loài này đang bị đe dọa tuyệt chủng nên bị cấm buôn bán. Giá trị của lô hàng này vào khoảng 400.000 euro trên thị trường chợ đen. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.